theo hướng dẫn cách làm một khung hoa đơn giản màu xanh cây như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Cái thứ hai này. Cái thứ ba nha. Bây giờ mình sẽ cắt từng bông hoa mình vừa vẽ ra. Vậy là mình đã cắt xong một bông này. Bông thứ hai nha.
Mình còn muốn cái cánh nữa. Cái thứ ba nha. Và mình sẽ dán nó lên cái màu trắng nhé. Sau đó giờ mình sẽ gắn cái phần khung hoa này lại với nhau này. Như vậy là mình đã làm xong một cái khung hoa màu xanh như thế này rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye.